Tiếng Anh là một công cụ rất quan trọng giúp mọi người tiếp thu những văn minh của thế giới và thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Tuy nhiên, nhận thức được việc học tiếng Anh không đơn thuần chỉ là một hình thức giao tiếp. Với phương châm Change for Better, Trung tâm Tiếng Anh Nam Anh đã mang đến một cách tiếp cận sáng tạo để dạy tiếng Anh thông qua chương trình Integrated English Program. Phương pháp này là sự kết hợp giữa Language Arts, khoa học cơ bản và phát triển các kỹ năng thông qua các bài tập lớn. Học sinh ở độ tuổi này sẽ học 70% thời lượng chương trình cho việc phát triển ngôn ngữ như phát âm, từ vựng và ngữ pháp. 30% thời lượng còn lại, các em sẽ được học các kiến thức khoa học bằng tiếng Anh. Sự kết hợp này vừa đem lại kiến thức về ngôn ngữ, kiến thức khoa học cơ bản, vừa truyền những cảm hứng mới, kích thích tính chủ động trong việc học tập, tính sáng tạo, tư duy logic và phản biện của học sinh. Để triển khai chương trình Integrated English Program, Trung tâm Tiếng Anh Nam Anh đã giảng dạy các môn khoa học cơ bản như vật lý, hóa học, sinh học bằng tiếng Anh như là một phần không thể thiếu được của chương trình đào tạo tiếng Anh tại đây. Và chúng ta hãy cùng chuyên gia Hà Thị Quỳnh Anh đến từ Trung tâm Tiếng Anh Nam Anh tìm hiểu qua về chương trình này. Để bắt kịp với mục tiêu đào tạo học viên ở thế kỷ thứ 21, Trung tâm Tiếng Anh Nam Anh đã triển khai chương trình đào tạo các môn khoa học cơ bản bằng tiếng Anh cho học sinh khối tiểu học và trung học. Bằng sự tham gia chương trình này thì các học viên của Nam Anh sẽ thu được rất nhiều điểm lợi. Điểm thứ nhất là các bạn học viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản như sinh học, hóa học, vật lý bằng tiếng Anh thông qua các bài giảng và các thí nghiệm minh họa. Bằng cách tự mình tiến hành các thí nghiệm thì các học viên sẽ dễ dàng nắm bắt được những kiến thức mới một cách sâu sắc hơn. Nhờ việc học đi đôi với hành mà môn tiếng Anh đã trở nên gần gũi với các bạn hơn. Điểm thứ hai là các học viên sẽ được phát triển hơn nữa khả năng tư duy bằng tiếng Anh. Nghĩa là các học viên sẽ được tiếp nhận thông tin bằng tiếng Anh, sau đó phân tích, suy nghĩ, lựa chọn giải pháp và cuối cùng là trình bày các giải pháp bằng tiếng Anh. Đây là một kỹ năng rất cơ bản để giúp học viên có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo. Điểm thứ ba là như các anh chị đã biết, việc đào tạo các môn học cơ bản bằng tiếng Anh chỉ được phổ biến ở các trường quốc tế. Tuy nhiên, với chi phí khá cao, khi Trung tâm Tiếng Anh Nam Anh đưa chương trình đào tạo tiếng Anh khoa học vào chương trình dạy chính thức, thì với mong muốn là giúp các bạn học viên Việt Nam có cơ hội được học tập, được trải nghiệm những phương pháp đào tạo mới, tiên tiến, có hiệu quả mà chỉ sinh viên các trường quốc tế mới có được, nhưng với chi phí hợp lý. Để bắt kịp với mục tiêu của việc đào tạo cho học viên thế kỷ 21, Trung tâm Tiếng Anh Nam Anh đã triển khai chương trình giảng dạy các môn khoa học cơ bản bằng tiếng Anh cho các em học sinh tiểu học và trung học. Với chương trình này, học viên sẽ được trang bị kiến thức các môn khoa học cơ bản như sinh học, hóa học, vật lý thông qua bài giảng và các thí nghiệm minh họa. Khi được tự mình làm các thí nghiệm, học viên sẽ tiếp nhận kiến thức dễ dàng hơn, nhớ lâu hơn, học đi đôi với hành. Từ đó, việc học tiếng Anh sẽ trở nên gần gũi hơn. Em rất thích môn khoa học bởi vì là thầy giáo rất là vui tính, nhiệt tình và có phương pháp giảng dạy rất là chuyên nghiệp. Và chương trình học ở đây cũng rất là phù hợp với trình độ và lứa tuổi của em. Ở đây thì em được học hầu hết về sinh học, các bài học chủ yếu là về các giác quan và các loại thức ăn và các chất dinh dưỡng trong thức ăn đấy. Và ở đây thì em được nói chuyện với người nước ngoài và cái giao tiếp đấy sau này sẽ khiến em tự tin hơn khi mà đi du học. Phát triển hơn nữa khả năng tư duy trực tiếp bằng tiếng Anh, các em sẽ tiếp nhận thông tin qua tiếng Anh, suy nghĩ, phân tích vấn đề bằng tiếng Anh, giải thích trình bày giải pháp bằng tiếng Anh. Đây là yêu cầu cơ bản cho khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo của học viên. Chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của giáo viên Colin Harris, hiện nay đang giảng dạy khóa học tiếng Anh khoa học cơ bản tại Nam Anh. Tôi nghĩ chương trình này rất bổ ích cho các bạn học sinh vì các em được học các kiến thức về các môn khoa học cơ bản. Với phương pháp tiếp cận khoa học và bài bản, đặc biệt các bài học đều được giảng dạy bằng tiếng Anh, chương trình này thực sự là một chương trình rất thú vị, được thiết kế cho học sinh trong độ tuổi từ 8 đến 14. Có thể thấy chương trình tiếng Anh khoa học này tương đối giống với chương trình khoa học bên Mỹ, và theo tôi đây là một phương pháp học tiếng Anh mới so với các phương pháp học tiếng Anh truyền thống ở Việt Nam.
Tại đây, mỗi một buổi học, chúng tôi lại giới thiệu một chủ đề mới cho các em như cấu tạo bộ phận con người, năm giác quan, hệ thống dinh dưỡng, vì sao lại có mưa, hay cấu tạo của các loại đá thiên nhiên. Bên cạnh đó, ngoài việc dạy lý thuyết, chúng tôi thường tổ chức các hoạt động khác như chơi các trò chơi liên quan đến bài học, tiến hành các thí nghiệm minh họa và học từ vựng dựa trên các bài học khoa học. Chúng tôi cũng luôn cố gắng giữ không khí tập trung và vui vẻ cho tất cả các em trong lớp. Cùng với đó, thường xuyên có các bài kiểm tra kiến thức các em đã học vào các buổi sau. Với việc giảng dạy các môn khoa học cơ bản bằng tiếng Anh trong chương trình Integrated English, Trung tâm Tiếng Anh Nam Anh sẽ mang lại cho các học viên kiến thức cũng như các kỹ năng cần thiết cho học viên để các bạn tự tin thành công dân toàn cầu.